đây tràn ngập các cái mặt báo cũng như cơ quan truyền thông ở hải ngoại. Đó là cái thông tin ông chủ tịch nước Võ Văn Thưởng của chúng ta hôm nay đã làm đơn xin thôi việc. Và sở dĩ cái việc này nó ồn ào ấy thì cách đấy khoảng gần chục ngày rồi, thì khá nhiều thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là thông tin ở các cái đài truyền thông phía có cái thái độ thù địch với nhà nước Việt Nam, thì họ cũng đã đưa tin liên quan đến việc ông Võ Văn Thưởng nào là vô lò, nào là bị nọ bị kia. Và thực tế thì chúng ta thấy là báo chí nhà nước mình, cơ quan ngôn luận của Quốc hội, của VTV v.v. v. đều đưa tin là ông Thưởng đã làm đơn xin thôi việc. Cái vấn đề ông Thưởng thôi việc rồi chung quanh vấn đề, ví dụ như nhiều người đồn đoán là ông này liên quan đến cái thời kỳ còn làm ở Quảng Ngãi, liên quan đến doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc vân vân, thì cái chuyện đó thì thôi có lẽ là nhiều kênh phân tích, bởi vì theo cái tiêu chí của kênh Việt Vision thì Bảo Trâm đi về đi vào các cái khía cạnh mà các cái cơ quan truyền thông hay các kênh khác người ta không nói, đó là các đối tượng dân chủ ba que. Thế thì tại sao tôi lại nói về cái đối tượng này ở trong cái livestream này? Bởi vì liên quan đến một đối tượng là anh em cờ đỏ chúng tôi gọi là dân chủ ạ. Đối tượng này thì một thời kỳ khá thân thiết với cả ông Thưởng, nhưng mà chúng ta theo dõi câu chuyện thì khá là khôi hài. Em hãy đóng ngay cửa vào nhá. Em chào Trang Thuần, Hồng Lò, Dũng Lưu, Lan Thu Hương vân vân. Hất hất anh ấy cửa vào cả, không nó ổn. Thế thì tiếp tục câu chuyện ở đây là như này. Cái chuyện ông Võ Văn Thưởng, chào Nguyễn Trì. Cái chuyện ông Võ Văn Thưởng mà bị về hưu giữa chừng hay là xin thôi việc vân vân, các cái bản chất sự việc ông ta không giữ cái trọng trách là chủ tịch nước nữa, thì liên quan rất nhiều đến cái lời đồn đoán và các cái kênh, ví dụ như là kênh đặc biệt là kênh của thằng Đỗ Dũng và DJ Phạm thì nó được dịp hả hê lắm, vì trước đó thì nó liên tục đưa tin. Nếu mà chúng ta trong nước ấy, chúng ta mà theo dõi thì chúng ta cũng có thể thấy rằng một vài dấu hiệu ông Thưởng ông ý sắp bị vấn đề gì đó, đúng không ạ? Ví dụ như trước đây ông cách đấy ít ngày thì ông Tổng thống Indo đến Việt Nam, hay là quốc khánh một vài quốc gia láng giềng bạn bè, thì theo thông lệ phải là chủ tịch nước gửi thư chúc mừng. Ở đây thì chúng ta thấy ông Thưởng ông không chúc mừng mà bác Trọng. Thôi rồi, liên quan vấn đề đó thì cuối buổi live còn thời gian thì Toàn à, alo, chào Toàn. Cảm ơn em nhé, mấy phút anh đến, khoảng một lúc anh đến. Anh nhanh, anh gần đấy mà. Anh Tuần qua chỗ 8789 cho mấy anh em mà ở bên đấy làm việc mà nhé. Thế ok em, thế khoảng mấy giờ bên mình tan nhỉ? À thế kịp kịp, thế thì khoảng 40 phút nữa. Ok em. Cảm ơn em nhé. Rồi rồi em. Thưa các bạn, đó. Thế thì live stream một chút thôi, vì điện thoại cũng gọi đi công chuyện bây giờ. Quá bận. Một vài đối tượng dân chủ vừa bị nhập kho nữa, và Trâm chưa live stream được. Thế quay trở lại cái chuyện mà ông Thưởng chụp ảnh cùng một đối tượng dân chủ mà nó khoe ầm ĩ trên Facebook cá nhân. Chúng ta nên nhớ nhá, là những thằng dân chủ ấy nó chửi chế độ, chửi chính quyền, chửi quan chức, nhưng hễ nó quen được quan chức nào của chính quyền là nó bám đấy, nó chụp ảnh rồi nó khoe khoang để nó lấy cái số má, trong khi cứ chửi quan chức cộng sản như gì. Thế trường hợp này cũng vậy. Ở đây đối tượng này thì có lẽ các bạn ít biết, nhưng mà với những người mà như chúng tôi mà theo dõi dân chủ thì quá hiểu chuyện luôn. Câu chuyện là như thế này. Cái hồi mà biểu tình chống Trung Quốc ấy, Thắng Lam này, xin lỗi anh, nhìn giống như người dân tộc phải không anh? Thắng Lam ơi, Thắng Lam, Thắng Lam ơi, xin lỗi anh, nhìn giống như người dân tộc phải không? Tức là Thắng Lam bảo Bảo Trâm giống người dân tộc hay là ai giống người dân tộc ạ?
Thế Việt Nguyễn rất mất lịch sự, đáng lẽ phải xin lỗi trước khi có điện thoại chứ. Vâng, xin lỗi bác Thế Việt Nguyễn nhé. Vâng, vì là đồng nghiệp ở cơ quan nó gọi một cái việc là rất gấp, thành ra là phải đi ngay, nhưng mà xin 40 phút nữa. Tại vì đang livestream thì cũng có điện thoại ngay mà, cũng quên mất đấy. Thế Việt Nguyễn ạ. Vâng, chào bác nhé. Còn nếu mà bác cảm thấy mà bác không chấp nhận được lời xin lỗi của em quá mất lịch sự thì thôi, thì bác cũng 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 đỡ phải bực tức, thì bác cũng 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 ra ngoài. Còn nếu mà em xin lỗi bác và cả mọi người rồi, vì em cũng nói thật là trốn giờ cơ quan, giờ này trốn giờ cơ quan ra ngoài để livestream rồi. Lại nói về cái tay này, cái tay dẫn chủ mà chụp ảnh cùng ông Võ Văn Thường này. Đây, cái tấm ảnh này ấy, là tấm ảnh mà đây ạ. Xin lỗi, chào chị Nguyễn, bà Trâm trốn giờ làm, nói thẳng luôn là ra livestream một chút vì mấy hôm nay bức xúc quá rồi, nhiều thông tin, trốn giờ đang đi học ra ngoài. Đây ạ, trong cái tấm ảnh này ấy, người đàn ông này ấy, là ông Nguyễn Văn Phước. Ông ta là giám đốc công ty Sách Trí Việt. Ông Nguyễn Văn Phước này là một đối tượng hay đi biểu tình cùng cái đám nô. Thế thì với các bạn có thể là không biết, mà chúng tôi lại thằng này, chúng tôi quay phim được nó ngoài bãi biểu tình. Đây đây là một trong những video, tôi bây giờ tôi chưa tìm được video của nó biểu tình mà tôi cắt từ cái video tôi quay được trước đây nhé. Nó biểu tình này, tôi nhìn mặt nó quen đó, tôi dừng lại bảo là xin lỗi anh, có phải là anh Phước không? Đó, đây đây là trong một cuộc biểu tình mang danh là chống Trung Quốc xâm lược của các tổ chức xã hội dân sự và nô tổ chức, thì Phước, Trần Văn Phước có đi biểu tình. Đối tượng Trần Văn Phước này là liên quan đến vụ lùm xùm cuốn sách Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử. Vâng, đây nhá, đây là hình ảnh đúng mặt luôn, tôi sẽ tìm video mà Phước biểu tình tôi quay được nhá. Nhưng mà tại thời điểm này thì cái ảnh này tôi đã từng đăng lên Facebook, tôi gạch chéo đi, tôi bảo đây này, giám đốc nhà Sách Chí Việt này lên VTV, lên các diễn đàn để dạy về đạo đức, dạy về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đi biểu tình cùng đám dân chủ này. Đó đó đấy nhá. Thì Nguyễn Văn Phước này, đấy là ảnh Nguyễn Văn Phước biểu tình. Thế còn sau khi mà Nguyễn Văn Phước ấy, đấy, gặp được ông Thường và tặng anh Thường hai cuốn sách hay cách đây 2 năm tại nhà ở gần khu Ba Đình. Tôi tặng sách cho anh với ý nghĩa mong Việt Nam tốt đẹp hơn. Đây là cái tút đầu tiên mà Nguyễn Văn Phước khoe trên mạng. Khoe trên mạng như vậy nhá. Đây là cái bài đầu tiên, cái tút đầu tiên Nguyễn Văn Phước khoe trên mạng như vậy, là khoe trên mạng là chụp ảnh với cả chủ tịch nước, và đây là hai cái sản phẩm mà do công ty phát hành sách của ông ta phát hành. Thế thì ông Phước này, ông Nguyễn Văn Phước này rất lùm xùm trước đây, bởi vì là liên kết với cả tướng Lê Mãng Lương. Đúng rồi Dũng Lưu, em đang định nói anh. Trước đây thì là Nguyễn Văn Phước này là liên kết với Lê Mãng Lương, tướng Độc Nhãn á, để coi như là in cái một cái cuốn sách mà gây dư luận bất bình, đó là cuốn sách Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử. Văn chương viết này, ông Thường cũng biết nhìn mình non trẻ cho nên từ chức, chụp ảnh chung với người xin từ chức cũng oai như cóc. À, Văn chương viết này, ảnh này thì từ hồi 2017-18. Trở lại câu chuyện là Nguyễn Văn Phước chụp ảnh được với cùng ông Thường và trên tay cầm hai cuốn sách do công ty của mình phát hành để PR cuốn sách, khoe trên mạng. Nhưng mà sau khi ông Thường nhá xin từ chức, vâng em sẽ lưu giao lưu cùng tất cả anh Phương Đông và mọi người để em nói nốt câu chuyện của em đã, không thì nó bị ngắt quãng. Sau khi ông Thường là từ chức thì tôi theo dõi cái Facebook của ông Nguyễn Văn Phước thì có điều rất khôi hài xảy ra như sau. Có điều rất khôi hài xảy ra như sau. Tức là như này, trong vòng có 2 giờ đồng hồ, ông Nguyễn Văn Phước khi mà trước đây rất tự hào về cái tấm ảnh mình chụp cùng ông Thường trên tay cầm hai cuốn sách là sản phẩm của mình, của công ty phát hành Sách Chí Việt của mình phát hành để quảng cáo,
rất oai. Thì sau khi ông Thường từ chức 2 tiếng rồi, thì Nguyễn Văn Phước đã chỉnh sửa cái bài đăng của mình gần 20 lần. Đó là cái điều khôi hài. Đây nhá, tôi nói sách mách có chứng, thưa các bác, các bạn, tôi đưa ra bằng chứng. Nguyễn Văn Phước đã chỉnh sửa cái bài viết của mình 20 lần. Đây ạ. Đây là cái bài đầu tiên. Đây này, bài đầu tiên đây. Nguyễn Văn Phước viết nhá, tặng anh Thường hai cuốn sách hay cách đây 2 năm tại nhà ở gần khu Ba Đình nhá. Tôi tặng sách cho anh với ý nghĩa mong Việt Nam tốt đẹp hơn. Thế thì đây, Nguyễn Văn Phước sửa lại thành tặng anh Thường hai cuốn sách cách đây 3 năm tại gần Ba Đình. Đó. Bởi vì khi ông Thường mà nhận cuốn sách này thời điểm chụp ảnh ấy, thì ông Thường đang làm chủ tịch nước. Thì ông Phước này viết thêm là mong nước nhà vững mạnh hơn, đúng không? Rồi, ông Phước lại sửa. Ôi Đào Lê, chào Đào Lê, huy chương đồng nhá. Anh Đào Lê ơi, bạn Đào Lê ơi, huy chương đồng đẹp quá, mà màu xanh lá cây rất đẹp. Sau 30 ngày mà đăng ký hội viên ấy, thì huy chương đồng nó tự chuyển màu vàng, màu bạc, màu vàng, màu kim cương vân vân, cũng vui mắt. Thế thì ngay sau khi ông Thưởng mà từ chức 2 tiếng thì Nguyễn Văn Phước chỉnh sửa cái tút của mình, cái bài của mình gần 20 lần. Đây các bạn. Tiếp theo này, lại sửa tiếp lần thứ hai này, tặng anh Thưởng hai cuốn sách này cách đây 2 năm tại gần Ba Đình, và tiếp tục sửa này. Tặng anh Thưởng hai cuốn sách cách đây 2 năm tại nhà Ba Đình. Xong rồi lại sửa này, tặng anh Thưởng hai cuốn sách hay cách đây 2 năm tại nhà gần Ba Đình. Rồi sửa tiếp này, tặng anh Thưởng hai cuốn sách hay cách đây 2 năm tại nhà Ba Đình. Rồi lại tiếp tục sửa này, tặng anh Thưởng hai cuốn sách hay cách đây 2 năm tại nhà gần Ba Đình. Tôi tặng sách cho ảnh với ý nghĩa mong rằng Việt Nam tốt đẹp hơn. Rồi tiếp tục sửa này. Tiếp tục sửa này. Đây là trình lịch sử chỉnh sửa tôi theo dõi này. Tặng anh Thưởng hai cuốn sách hay cách đây 2 năm tại nhà Ba Đình này, tặng anh Thưởng hai cuốn sách hay cách đây 2 năm tại nhà gần Ba Đình này. Tặng anh Thưởng hai cuốn sách hay cách đây 2 năm tại nhà Ba Đình này, lại sửa lại này. Tặng anh Thưởng hai cuốn sách hay cách đây 2 năm tại nhà gần Ba Đình. Tôi tặng sách cho ảnh vân vân. Tiếp tục này. Ôi giời, ông sửa gần 20 lần. Đây, bấm vào trình sửa này. Đây, rồi lại tặng anh Thưởng hai cuốn sách cách đây 2 năm tại nhà gần Ba Đình này, Hành Trình Về Phương Đông và Tâm Hồn Cao Thượng này. Rồi lại chỉnh sửa tiếp này, tặng anh Thưởng hai cuốn sách cách đây 2 năm tại nhà gần Ba Đình, hai cuốn Hành Trình Về Phương Đông và Tâm Hồn Cao Thượng này. Rồi tặng anh Thưởng hai cuốn sách cách đây 2 năm tại nhà gần Ba Đình này, hai cuốn sách Hành Trình Về Phương Đông và Tâm Hồn Cao Thượng, tấm ảnh những tưởng được giữ mãi không đăng nếu không có ngày này. Đó. Vân vân. Đấy. Thế thì chúng ta thấy là Nguyễn Văn Phước kinh khủng, trong vòng 2 tiếng mà mang tiếng giám đốc một cái nhà sách có tiếng như vậy, nhà sách Chí Việt, mà coi như là chỉnh đi sửa lại mấy cái từ thôi các bạn, 20 lần. Thế thì chúng tôi, thực ra cá nhân tôi thì tôi rất thích cái mảng đề tài theo dõi thằng dẫn chủ này, nên tôi để ý là cái ảnh mà nó chụp của ông Thường hồi nó khoe khoang ấy, nó tặng cuốn sách Gạc Ma Bầu Trời Bất Tử cho ông Thường, khi mà nó thấy dư luận người ta lên án cuốn sách Khuyết Tật Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử, bởi vì trong cuốn sách này đã chủ biên ấy, là ông Lê Mạng Lương ấy, ông ta là chủ biên, và ông ta có cái câu là xuyên tạc là chủ tịch nước nên nước Anh ở đó ấy, không cho bộ đội Gạc Ma của mình nổ súng và đứng để chịu thảm sát của súng của 37 ly nòng đôi hạ nòng bắn thẳng của quân Bạch Trướng Trung Quốc. Chính vì cái câu phát biểu của Lê Mã Lương ở trên YouTube ấy, là ông Lê Đức Anh không cho đổ súng, và cái câu đó được ông Lê Mã Chột viết trong cái cuốn Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử, và cái nhà sách Chí Việt của Nguyễn Văn Phước này xuất bản bị bà con phản đối dữ dội, thì Nguyễn Văn Phước đã không thu hồi cuốn sách đó, cũng không cắt bỏ đoạn đó, mà bắt đầu là phát hành một cái tờ giấy vuông vuông kẹp vào trong cuốn sách đó, là đính chính nội dung là thêm chữ trước, tức là nguyên văn đầu tiên nó viết ấy, ông Lê Đức Anh không cho nổ súng, lệnh của Lê Đức Anh không cho nổ súng, thì bây giờ thêm chữ trước vào là lệnh của ông Lê Đức Anh là không cho nổ súng trước. Thế rõ ràng trong tương quan lực lượng ở trên biển lúc đó, thằng Bành Trướng Trung Quốc nó dã tâm thôn tính toàn bộ
đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa. Mà lực lượng của ta công binh mà hồi đó chiến tranh vừa xong thì còn nghèo lắm, vũ khí khí tài không hiện đại và không nhiều bằng bây giờ. Mà nó ra đấy nó gây hấn, mà mình nổ súng trước con lấy cớ nó săn bằng luôn tất cả, nó chiếm tất cả gần 30 cái điểm đảo ở Biển Đông ấy, ở Trường Sa ấy. Cứ làm sao mà giữ được như bây giờ đúng không? Thế thì không được nổ súng trước. Còn sau đó là bộ đội mình có nổ súng dẫn đến 11 lính Trung Quốc thương vong nhé. Có những sự kiện này nhé, có ghi nhận là phía Trung Quốc cũng thương vong, thương và vong khoảng tầm hơn chục tên. Thế không nổ súng mà bọn nó tự nhiên nó bị thương à? Đúng không ạ? Do vậy là cái ông Nguyễn Văn Phước này là cố tình phát hành cái cuốn sách mà dư luận dữ dội tẩy chay. Hồi đó là Lê Mạng Lương là đỡ đầu cuốn sách đó và viết. Nên là cái tư tưởng dân chủ của Nguyễn Văn Phước ấy là không thể chối bỏ nhé. Bởi vì khi tôi mà đã quy kết ông như vậy hay là tôi kết luận như vậy, bởi vì tôi có bằng chứng là ông đi biểu tình, chúng tôi đã quay lại được đoạn video đó, ông Nguyễn Văn Phước đi biểu tình cùng đám dân chủ NU, và đây chính là một trong những người trong nhóm chúng tôi ra hỏi ông Phước đấy, cho xem điện thoại có phải đây là ông không, tức là cái hình này là cái điện thoại mà chúng tôi so cho ông Phước xem ảnh ấy, bởi vì chúng tôi nghi ngờ mà, bảo không biết có phải Phước không. Thế cho ông Phước xem một cái tấm ảnh ông ta phát biểu ở cuộc hội nghị ở trên VTV đưa ấy. Đấy, đây có phải bác không? Thì ông ta xác nhận là ông ấy, mà đây đúng là ông Phước luôn. Đó, đây cái tấm ảnh là chúng tôi nhá. Đây là cái điện thoại mà chúng tôi cho ông Phước xem. Thì trong cái điện thoại này ấy, là có cái ảnh, ảnh này. Chúng tôi hỏi ông Phước là có đúng là đây là ông Phước không? Bác ơi, bác có phải là người trong tấm ảnh này không? Đây. Đây, VOV đưa tin đây. Ông Nguyễn Văn Phước, giám đốc First New, nhà sách Chí Việt, phát biểu trong một hội nghị rất là to về văn hóa đọc nọ kia đấy. Đây là trong một cái hội nghị mà ông Nguyễn Văn Phước phát biểu về cái nạn sách giả. Đó, ông Nguyễn Văn Phước trong một hội nghị rất lớn. Thế thì chúng tôi khi mà đi ra bãi biểu tình ở quái, thằng cha này rất quen. Thế là mới đưa cái ảnh lên mà bác ơi bác có phải là người trong cái ảnh này không? Đưa điện thoại ông ta xem. Và ông ta xác nhận vào đây đúng ông ta luôn, tôi khẳng định luôn. Bởi vì ông ta là người quen biết rất rộng. Tôi đưa mặt ông ta lên đây mà đưa sai thì ông ta kiện tôi chết đúng không? Ông Nguyễn Văn Phước. Thế nên là khi mà ông Nguyễn Văn Phước này mà nó lên la đấy đến nhà ông Thưởng ở gần Ba Đình ấy để bia hai cuốn sách, mà hai cuốn sách này do nhà sách Chí Việt của ông ta, sản phẩm của công ty ông ta in ra, thì ông ta khoe ở trên mạng, khoe trên Facebook. Mà khi ông Thưởng có tin ấy là nghỉ việc thì ông ta sửa gần mấy chục lần, gần 20 lần, các bạn thấy cái bài viết của ông Phước ấy, sửa gần 20 lần. Vâng ạ. Đúng rồi anh Bảo Châu, nghe bảo bắt đầu có mùi tư tưởng dân túy nên là bác tổng là cho khỏi xử lý ngay. Có mùi dân túy á. Dân túy là để mị dân và lung lay tư tưởng. Thế thì như này các bạn ạ. Xung quanh cái việc mà ông Thưởng ấy gây ghế giữa chừng ở cái cương vị chủ tịch nước thì bọn dân chủ nó hả hê lắm, rồi nó lại thêu dệt thằng Nguyễn Văn Đài đấy, bà con gửi về vào trong khá nhiều, thằng Đài nó nói rồi nửa vòng trái đất nó nói. Nhưng mà thôi mấy thằng lưu vong mình không nói làm gì cả, chỉ có đúng cái thằng đi định phạm nửa vòng trái đất ấy, thì tôi nghĩ như này, nhà nước mình không nên cho về, cho nó về để khai thác có câu view cho đã đời ra, rồi sang bên kia bắt đầu là nó xuyên tạc. Nó cho các cái thằng Hà Văn Sơn, Linh Trưởng, Đỗ Dũng lên xuyên tạc lung tung beng về đất nước. Nói chung chả ích lợi gì và giúp nó câu view, ăn view online mà không biết điều. Cái thằng mà tôi hay gọi là thằng mà quay đít vào khán giả
nó phỏng vấn. Lẽ ra như ông Hoàng Lân bộ sát TV thôi thì phỏng vấn cái chủ kênh dơ cái mẹt ra, nhưng mà thằng này thì phỏng vấn ấy cháo giờ ngồi hai người chủ kênh và khách mời toàn quay đít ra khán giả, cái thằng oắt con. Thế thì ông Thưởng ấy là dẫn chủ thêu dệt rất nhiều các cái câu chuyện về đấu đá cá nhân nó kia. Cá nhân tôi ấy, thì tôi nghĩ như thế này là kể cả chủ tịch nước, ủy viên bộ chính trị, bất cứ ai sai phạm hoặc là đi không có biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, đạo đức, lối sống, vân vân, hay là có sai lầm về nêu gương như cái kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ấy, thì đều coi như là bị loại ra khỏi các chức vụ lãnh đạo. Điều đó thể hiện cái công cuộc của Bác Trọng rất quyết liệt, không vùng cấm, và người dân chúng tôi ủng hộ. Và như một bác khán giả vừa nói đấy, là chỉ mong bác Tổng Trọng sống lâu muôn tuổi, vì mỗi ngày bác tuổi cao sức yếu, cá nhân tôi và nhiều bạn đây cũng lo lắng lắm. Cái công cuộc đốt lò bác đang được toàn quân toàn dân ủng hộ, và chỉ có bác Trọng bàn tay không nhúng chàm thì bác mới đủ uy tín, sức mạnh, tập hợp được mọi người, được cái lễ, được 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 tập hợp và thấu được lòng dân để diệt trừ quốc nạn tham nhũng, gọi là quốc nạn. Thế thì vâng, anh Tạo, thằng Lý Phạm ấy, ba cái video trước khi ông Thưởng ấy nghỉ việc thì ba video đó đã bị xóa khỏi hệ thống YouTube rồi, đúng không các bạn? Xóa cách đây mấy ngày. Đây, khi mà bấm vào cái kênh đó thì nó hiện lên dòng chữ là video đã bị đây ạ. Thưa bạn, đi Lịch Phạm ấy có ba video nói về ông Thưởng, thì ba video đó đều bị đóng khóa trước khi mà ông Thưởng thôi chức các bạn nhé. Ai mà theo dõi kênh Lý Phạm thì biết, và cảm ơn chị Việt cũng là người rất tinh tường. Chị Việt đúng không ạ? Vâng, đang xem chương trình này, livestream này. Thế thì Trang Thuần này còn nhiều người không nhúng chàm, không riêng gì Bác Trọng. Vâng, Trang Thuần, nhưng mà chỉ có Bác Trọng thôi, với cái cương vị của bác, và bác ngay như con cái của bác ấy, một người thì làm ở tạp chí Cộng sản là nhân viên bình thường, một người thì làm ở khu công ở nghệ cao Hòa Lạc. Các con cái bác không cài cắm ai làm quan chức, cài cắm trong cái bộ máy chính quyền cả để làm gương, chứ không phải như là con ông này ông kia, thủ tướng này thủ tướng kia nghỉ hưu thì cho cái chức rõ to xong rồi bị kỷ luật. Công cuộc của đảng của gì thằng Trọng, à Hoàng Nguyễn là dân chủ à? Bác Trọng ấy là được toàn đảng toàn dân toàn quân người ta ủng hộ nhá, Hoàng Nguyễn nhá, mà ông lại bảo là bác Trọng là tham quyền cố vị. Bác báo gì cách đây nhiệm kỳ kế tiếp đây này, bác Trọng xin về Trung ương không cho về, nên là bác Trọng là trường hợp ấy. Trường hợp đặc biệt mà Trung ương Đảng người ta duyệt qua. Thế thì Hoàng Nguyễn nhá, Hoàng Nguyễn nhá, coi như là nếu mà cay cú Bác Trọng ấy thì thử xem ý kiến ở đây bao nhiêu khán giả ủng hộ Bác Trọng. Còn Hoàng Nguyễn bảo Bác Trọng là tham quyền cố vị là Hoàng Nguyễn cố tình gắn cái chữ của mình ấy phát ra từ mõm mình vào đầu người khác. Em chào anh Trần Văn Khoan. Thế thì cái ba cái video về bác về ông Thưởng ấy trước khi thôi chức của Lý Phạm là tôi thấy xóa rồi. Cách đây vài năm thì có một ông Nguyễn Phú, tên ông Trường, ông Nguyễn Phú Trường quê ở Đông Anh, giữ cái chức phó phòng của một cái huyện Đông Anh thôi. Thế thì dân chủ nó xuyên tạc là đấy là con trai của bác Trọng. Thế thì chúng tôi đã đính chính ngay là bác Trọng không có con trai nào làm ở trong bộ máy chính quyền cả các cấp, mà bác Trọng là có người con ấy làm việc ở mảng dân sự. Vâng, đấy, nhờ cờ lê, Bảo Trâm đang livestream một xóa đâu, nhờ cờ lê xóa hộ.
cái video mà xúc phạm lãnh đạo ấy như là bác Trọng ấy của Hoàng Nguyên ấy là cái video phải xóa, à cái bình luận phải xóa. Em chào anh Đăng Lâm Hồ Nguyễn, Thảo Đậu ạ. Xúc phạm lãnh đạo, lãnh tụ như của Hoàng Nguyên ấy, gọi bác Trọng là thằng ấy là phải xóa đi, Thảo Đậu xóa giúp. Thế thì tôi nói lại ở đây nhá, là ông Thường ấy, ông ta có biểu hiện của dân túy, nên là một khán giả vừa bình luận rất đúng. Khi mà Ngao Du với cả Nguyễn Văn Phước là thằng hay đi biểu tình cùng đám dân chủ ấy, mình là chủ tịch nước, anh Ngao Du thì chụp ảnh của nó để cho đăng lên để nó lấy số lên mà. Giống chuyện mà ông Lê Mạng Lương ấy, đi rồi chụp ảnh cùng coi như là Dũng xe ôm rồi Mai Xuân Dũng rồi Phan Cẩm Hường ấy. Thế thì những cái đám dân chủ này nó chửi tướng tá quân đội nhân dân Việt Nam, chửi lãnh đạo nhà nước Việt Nam, nhưng mà chụp ảnh với những người nổi tiếng hoặc là giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền là chúng khoe ngay, khoe ngay. Như chị Nguyễn Văn Phước này khoe chụp ảnh với ông Thưởng, mà khi ông Thưởng mà vừa có tin là thôi chức một cái là chỉnh sửa mười mấy 20 lần một cái tút của Mỹ chữ mang tiếng là giám đốc một nhà sách mở mang dân trí, có mấy cái dòng chữ và sửa đi sửa lại. Các bạn vừa thấy tôi chiếu lên cho bạn xem cái trình mình chỉnh sửa đấy. Thế thì có một bạn khán giả nói đúng, thế thông tin ấy mà ông nội bộ ấy, của chính phủ mình ấy, của nhà nước mình ấy, tại sao lại bị rò rỉ ra ngoài cho bọn kênh hải ngoại phản động như nó biết. Thế thì thực ra ấy, cũng có thể là như này này, cũng không hẳn là mà bạn bảo là như vậy là phải xem lại nội bộ thì mình cũng chưa chắc chắn là nguồn tin ở đâu rò rỉ, nhưng nếu mà quan sát kỹ thì chúng ta cũng có thể thấy là có những dấu hiệu mà ông Thường gọi là bị xử lý hoặc là sắp vô lò. Ví dụ như mấy tháng liền ông ta không xuất hiện ở trên các cái cương vị là chủ tịch nước trong các vấn đề ngoại giao đối ngoại, hoặc như gần đây nhất ông tổng thống Indo, hay là trường hợp mà gửi thư chúc mừng cho sự kiện quốc khánh của một vài quốc gia láng giềng thì cũng không phải là ông Thường viết thư chúc mừng mà là bác Trọng. Đó là những dấu hiệu mà nếu mình theo dõi kỹ thì mình sẽ thấy là ông Thường bắt đầu là có dấu hiệu và rộ lên tin đồn khoảng từ 10 ngày trước, và chúng ta thấy tin đồn khá nhiều người xem và mạnh mồm là tin đồn của Vi Phạm kênh một nửa cục đất, đúng không ạ? Mà ba cái video của Vi Phạm thì tôi thấy bị xóa rồi, các bạn vào vừa thấy xóa rồi. Đây tôi vào thử nhé, tôi thấy bị xóa rồi. Rồi các cái câu chuyện mà chúng thêu dệt chung quanh cái việc mà ông Thưởng ấy là bị gọi là nghỉ giữa chừng, nào là do ông Thưởng ngồi cái ghế gãy, hồ này ông Thưởng đến nhà thờ ở Huế thông báo cho linh mục mời Đức Giáo Hoàng là không được phép mà phải từ Bộ Ngoại giao. Đúng rồi bác, chuẩn luôn, Bộ Ngoại giao mời, bởi vì Giáo Hoàng ấy nó đại diện cho một cái quốc gia, cái nhà nước Vatican thì phải Bộ Ngoại giao, chuẩn luôn bác. Cảm ơn anh Hồ bình luận với ý đúng. Rồi có một khán giả vừa bình luận ấy là em chào chị Bích Trọng, chị ơi em tí nữa em đi mua vé, vợ chồng chị đấy vé xem phim Phở Đào Pino đấy, em sắp đi rồi. Rồi cái việc mà một anh Hồ Hồ là anh Nghệ, ô anh Tố Thế Nghệ em chào anh, em bận quá. Rồi cái việc mà một khán giả vừa bình luận ấy, nhiều khi ông Thường ông làm thay cho cả việc của Thủ tướng đó. Thế thì cái vấn đề khi mà ông Thường ấy ông ta bị thôi chức ấy, thì nhiều người đồn đoán lắm. Cá biệt ấy là có những tin đồn như này này, là dân chủ nó bảo là ồ như vậy là cái vụ tiếp viên hàng không ấy xách ma túy mà Mai Mai Thúy đúng là cháu ông rồi nên ông ấy mất ghế. Mình tin chắc rằng nếu mà cháu ông Thường không bao giờ ông ấy bao che cho hành vi buôn ma túy, và nếu mà gọi là có cái lạm vụ gọi là lạm, nếu mà có cái chuyện mà lạm dụng chức quyền thì ông ấy ở cương vị chủ tịch nước ông thiếu gì vị trí ngon lành cành đào bổng lộc nhiều để cho cháu ông ấy, đúng không, việc gì về làm tiếp viên hàng không.
Đó. Thế thì đây, thưa bạn, đây là một trong hình ảnh mà cái đám dân chủ hay đưa lên để nó nói về cái chuyện mà ông ta bị dự báo là mất, gọi là mất chức giữa chừng ấy, là cái ảnh này. Đây 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 ảnh này. Hôm nay nói một chút về các tấm ảnh. Cái tấm ảnh này này thì bọn dẫn nó đưa lên, nó bảo ồ, chủ tịch nước ngồi ghế gãy ngay đầu nhiệm kỳ, đây là cái điềm báo. Thế thì quan sát kỹ ta thấy đúng là cái ghế mà khi đi dạo ở bờ hồ ngồi với cả ông tổng thống Hàn Quốc thì ông thường ngồi ở cái ghế đúng gãy thật, gãy ghế. Thế thì mình bảo bọn dân chủ thì nó cũng nhiều thời gian, nó rảnh rỗi thật, nó cũng đi moi móc, nó gắn ghép cái câu chuyện tâm linh nọ kia. Hôm nay sẽ có rất nhiều tấm ảnh nhé. Trường Sơn này mình xem muộn nên chưa biết. Vậy người trong ảnh với anh Thường là ai vậy Bảo Trâm? Đó là Nguyễn Văn Phước, một đối tượng hay đi biểu tình cùng đám phản động NUU. Và Nguyễn Văn Phước này là giám đốc nhà sách Chí Việt, người đã cho ấn hành cuốn sách liên kết với cả Lê Mã Lương, cho ấn hành cuốn sách gây tranh cãi, gây phẫn nộ, đó là cuốn sách Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử. Vâng, rồi rồi lại tiếp tục một số tấm ảnh khác. Hôm nay nói chuyện về một vài tấm ảnh. Thế thì có một chị khán giả thì cũng rất là ý thức thôi, ý thức trách nhiệm, chị gửi cho Bảo Trâm này. Là Bảo Trâm xem trên Facebook thấy nhóm này nhảy nhót trên sân khấu có cờ ba sọc, nên là gửi cho em để em xem có biết tỉnh nào không. Và tấm ảnh chị gửi ở đây, một nhóm người nhảy múa hát hò trên nền cờ ảnh ba sọc, ảnh cờ ba sọc. Đây là chị khán giả gửi cho mình. Thế mình có vào mình xem thì mình thấy là đây là một cái sự kiện tổ chức kỷ niệm ngày 18 tháng 3. Và cái mà chị khán giả cho rằng đây là cờ ba sọc ấy, thì đó là đây, chúng ta nhìn này, đây là cái ở phông. Thế thì các bạn đang xem chương trình này, các bạn có cho rằng đây là cờ ba sọc không ạ? Các bạn bình luận để ý kiến của mình ở dưới nhá, để Bảo Trâm tổng hợp ý kiến, Bảo Trâm báo là chị khán giả. Còn Bảo Trâm thì có nhận định riêng Bảo Trâm rồi. Đây là cái mà chị khán giả gửi cho Bảo Trâm. Đây, gửi Bảo Trâm đây. Em xem trên Facebook thấy cái nhóm này này, nó nhảy nhót trên nền sân khấu có cờ ba sọc nên chụp gửi anh Bảo Trâm. Anh Bảo Trâm xem biết ở tỉnh nào để điều tra xem tỉnh nào. Đó, thế tấm ảnh này thì mình cũng chiếu cho bạn xem. Đây có phải nhảy nhót trên nền cờ ba sọc không? Đây là tổ chức một sự kiện như ngày 18 tháng 3. Các chị các mợ hát hò nhảy múa. Đó. Thế thì em chào anh Đào Bùi Văn Trường Sơn. Ok, thế là như vậy là đúng rồi, đúng rồi. Thảo Đỗ ơi, chuẩn luôn. Rồi ở tấm ảnh này thì cảm ơn chị khán giả rất cảnh giác, nhưng đó không phải là cờ ba sọc đâu, đó chính là cái phông nền hình, nó giống cái biểu tượng mà cách điệu ấy, của cái mặt trời và các tia nắng chiếu ra, nên là cảnh giác thì đúng thôi, nhưng mà cũng không nên là nhìn đâu mình cũng thấy cờ ba sọc, thành ra nhìn đâu thấy thế lực thù địch. Trong một cái trường mầm non á, người ta tổ chức cho các cô giáo nhảy hát hò văn nghệ như ngày 18 tháng 3 thì cái phông nền là như vậy thôi, chứ không phải là nhảy nhót dưới cờ ba sọc đâu. Mình quy kết như vậy thì nó nặng nề cho một cơ sở quá, và trong một hoạt động ý nghĩa ngày ý nghĩa tập thể của ngày 18 tháng 3. Thế thì cũng cảnh giác, nhưng mà cũng không phải là bất cứ ở đâu mình nhìn mình quy chụp đấy là nhảy nhót dưới cờ ba sọc. Đúng rồi, em chào Hương Kitty Phước Nguyễn. Đúng rồi, chả thấy ba sọc đâu, nó là cái hình mặt trời tỏa ánh nắng chung quanh rất nhiều sọc. Đúng rồi, mình không nên nhạy cảm quá. Ví dụ như tại sao trước đây tôi phát hiện ra cái nhà thằng Bi Tân Bùi, quán bún bò mà nó rất hành ấy, nó thằng ấy đi biểu tình, nó thằng phản động, thì nó trang trí hình vàng ba cái sọc như vậy là cũng nó có ý, đúng không ạ? Có các trường hợp này thì mình không nên nhạy cảm quá. Đó là một cái tấm ảnh mà bà con gửi về thì mình cũng đưa lên để một là tôn trọng ý kiến khán giả, đặc biệt là những người mà rất ý thức cảnh giác trong vấn đề chống cờ ba sọc. Thế thì hôm trước ấy thì có khán giả người ta vào xem cái lịch sử của chương trình Olympia thì lại có một tấm ảnh
thì bà con hỏi đây có phải giúp Phi Hồ không? Mình bảo đúng rồi, tấm ảnh giúp Phi Hồ khi mà lên nhận giải á, đứng lên đỉnh Olympia. Đây 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 đây, tấm ảnh này các bạn ạ. Đây, đây là cái tấm ảnh ấy mà từ 20 năm trước đây, hơn 20 năm trước đây, Phi Hồ đứng ở bục cao nhất đấy. Cảm ơn thân vinh ạ. Hình ảnh người đứng giữa là Dũng Phi Hồ đứng ở bục cao nhất nhé. Đây là giải nhất của thi tháng và chúng ta ấy, thì cũng phải khẳng định là Dũng Phi Hồ là đứa học giỏi đấy, nó được giải nhất, giải nhì vật lý tỉnh vân vân đấy. Mà rất tiếc là thằng Dũng Phi Hồ này nó cả vào bách khoa, nó thủ khoa nhưng mà nó lại coi như là và nó lại coi như là thủ khoa bách khoa và đi biểu tình. Đây thằng Dũng Phi Hồ là cái đối tượng mà tôi gạch chéo đây, cùng cái nhóm cờ vàng Đảng Cộng Hòa của Dũng Phi Hồ. Đây thằng số 1 là Nguyễn Quang Pháp ấy, thằng số 2 là Nguyễn Tuấn Nghĩa đấy. Nguyễn Tuấn Nghĩa này thì nhà ở phố cổ đã tổ chức chào cờ ba sọc, treo cờ ba sọc, hát quốc ca ba sọc, và chúng tôi đã tổ chức đến nhà định úp sọt ấy, nhưng mà sau đó là phát hiện ra nhà nó có cửa sắt đóng ở ngoài, chúng tôi mới hủy cái kế hoạch đó. Có những cái tấm ảnh rất là ý nghĩa, rất hay thì tôi xin đây, và đây là tấm ảnh mà ở trường Bách Khoa ấy, trước đây là cái nhóm cử nhân nhóm cử gọi là nhóm thủ khoa thì có giúp Phi Hổ tôi gạch chéo đây. Thì các tấm ảnh này bạn bè ở trường đại học Bách Khoa đều biết mà, bởi vì Dũng Phi Hồ là một trong những người mà thủ khoa của cái ngành học của mình, thì ảnh bạn bè Dũng Phi Hồ đấy, cùng những người mà thủ khoa của các cái khóa đó thì chụp ảnh. Thì đây là tấm ảnh của Dũng Phi Hồ, thì ở trường Bách Khoa họ mà treo ở trong cái phòng truyền thống thì đấy là bình thường thôi, bởi vì là có thể là ở trường Bách Khoa ta không biết Dũng Phi Hồ là phản động, hoặc là không phải trường Bách Khoa, nói thế là rộng quá, mà cái bộ phận mà quản lý cái phòng truyền thống ấy, người ta đưa ảnh lên những gương mặt mà từng thủ khoa thì họ đưa lên là bình thường thôi đó, nên là mình cũng không nhạy cảm quá việc mà trường đại học Bách Khoa người ta đưa, gọi là không phải đưa mà là trong cái phòng truyền thống mà lưu giữ những cái thí sinh mà mà thủ khoa ấy, có ảnh giúp Phi Hồ không. Như này này, anh khán giả bình luận là trung đoàn này tài giỏi không có đức thì vô dụng, thậm chí có hại đất nước là đúng. Ở đây Bảo Trâm không có ý cổ súy cho thằng Dũng Phi Hồ, mà chỉ nói cách khách quan ấy là nó có giỏi, và người ta có tấm ảnh những thủ khoa treo ở phòng truyền thống là bình thường, chứ nó giỏi mình bảo không giỏi thì cũng không đúng. Mình làm tin thì nên trung thực một chút. Bảo Đức Tuấn Hoàng này, Dũng Phi Hồ quê ở đâu? Nó quê Yên Thành, Nghệ An ạ. Vâng, quê Nghệ An. Vâng, hôm nay nói chuyện với những tấm ảnh một chút. Tiên tôi đây ạ. Các bạn biết tấm ảnh này ở đâu không ạ? Tôi là người chụp đấy. Ai mà biết tấm ảnh ở đâu thì cực kỳ hay luôn. Thấy không? Chúng ta biết cái người mà túng Dũng xe hôm này là ai không ạ? Nhân Nguyễn này, tôi dân miền Nam nhưng tôi không đồng ý với bạn phân biệt vùng miền một chút nào. Nhân Nguyễn ơi, Bảo Trâm có phân biệt đâu? Khoan, Trần Văn này, hèn chị gì thủ môn Việt Nam, thủ môn đội tuyển Việt Nam cứ mặc áo vàng ba sọc bắt là bị thua. Nhân Nguyễn, bạn nên xem lại comment nha bạn. Đó, đây ạ. Đây là tấm ảnh ấy. Một người thanh niên, người này tôi quá quen luôn. Túm cổ áo Dũng xe ôm. Đó. Đằng sau là cái đệ thêu. Và đây chính là người thanh niên mà có trong cái video tôi dành riêng cho hội viên được xem ấy, bởi vì có hành vi bạo lực mà.
Thành ra là nếu mà để công khai ấy, thì sẽ bị báo cáo. Nên là tôi chỉ để chế độ hội viên thôi. Nhân Nguyễn, mình nói Ngọc, Đức Nguyễn. À vâng, em xin lỗi anh, em thì đọc được bình luận em không hiểu lắm. Vâng. Còn đây, đây là một tấm ảnh khác. Khi mà ông Nguyễn Lân Thắng, các bạn có thể đoán được đây ở đâu không ạ? Các bạn có thể đoán được đây ở đâu không ạ? Nguyễn Lân Thắng và Thảo Teresa. Hai đối tượng này đứng ở trên cái hố. Cái hố này là nơi ba chiến sĩ cảnh sát đã hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Đồng Tâm. Đúng rồi, bạn Nam. Bạn Nam. Pfizer Tides. Đó. Đó chính là hai đối tượng này đến để chứng minh là cái hố này nó nhỏ, nó không đủ để chứa ba người chết ở đây. Thậm chí ông luật sư Nguyễn Đăng Mạnh còn cùng cộng sự của mình xuống để thực nghiệm cái việc đốt đốt và xem xét cái hố này. Ông để mục đích chứng minh cái hố này không thể đốt chết được ba chiến sĩ cảnh sát. Hôm nay nói qua chút về những tấm ảnh cũ mà tôi lưu lại. Tấm ảnh này là tấm ảnh mà có một đối tượng cùng trong nhóm chúng tôi, không phải nhóm chúng tôi mà nhóm ở Cờ Đỏ miền Nam ra Hà Nội giao lưu là Nguyễn Phúc Hưởng. Nhưng mà cuối cùng thì Nguyễn Phúc Hưởng ấy là người mặc áo xanh đứng cùng anh Phùng Mạnh Dũng đứng sau ông Quân Khúc và ông Trần Nhật Quang ấy, thì Nguyễn Phúc Hưởng lại bị tội 331 hiện nay đang nhập kho. Đó, tấm ảnh này. Còn cái chị Hà Vũ kìa, là người mà đã cùng chúng tôi ra tượng đài á, anh Vương Hùng, cháu Minh Lê. Còn bạn Nguyễn Phú Hưởng là một Cờ Đỏ miền Nam mà theo trường phái cực đoan, cuối cùng viết bài chửi cả lãnh đạo, chửi cả an ninh. Sau đó là Phú Hưởng bị án 331, hiện nay đang nhập kho các bạn nhé. Phú Hưởng là người mặc áo xanh đứng sau Quân Khúc và ông Trần Nhật Quang. Còn đây là bạn Cờ Đỏ ở Đà Nẵng. Bạn này có lên mạng tranh luận một chút thì bị phía Cờ Đỏ mình chửi là ba sọc. Thế là bạn đó mới, bạn Lệ đây, bạn Lệ, vâng bạn Lệ cùng chúng tôi với Nghệ An ấy, bạn ấy mới khoe là bạn ấy đã xăm cờ Đảng đấy và cờ Tổ quốc ở cánh tay. Mục đích bạn nói là bạn không bao giờ là ba sọc, có thể tranh luận về một cái ý gì đó bất hòa nhưng không thể là nói những người như này là ba sọc được. Thì những cái tấm ảnh này là tôi lưu lại làm kỷ niệm mà. Đây. Đảo Trường Sa tuyên bố cho rằng nhà nước phải hết sức tiết kiệm các mục. Tiếp tục các bạn nhé. Đây. Đây là tấm ảnh mà anh em Cờ Đỏ người ta lan truyền. Tấm ảnh Bạch Hồng Quyền lên đài FPTN. Thì hình ảnh nhỏ ấy. Vâng, ảnh nhỏ là cái bài viết của Bạch Hồng Quyền. Đấy, hình nhỏ này là bài viết của Bạch Hồng Quyền. Còn đây là hình ảnh Bạch Hồng Quyền trên sóng FTVN. Thì cái hình nhỏ ấy, bài viết Hồng Quyền có viết ấy, là biết thế ở nhà tù Cộng sản 5 năm còn có ngày về. Sang xứ văn minh Canada, làm như trâu mà không có tiền. Thế thì rất nhiều lần Bạch Hồng Quyền nó than vãn như vậy. Bởi vì tại sao Bạch Hồng Quyền nói là nhà biết thế ở tù Cộng sản 5 năm còn có ngày về, còn ở đây sang xứ văn minh làm như trâu mà không có tiền? Bởi vì lúc đó Bạch Hồng Quyền bị cái án 5 năm tù tội tuyên truyền chống nhà nước, thì tổ chức nhân quyền quốc tế nó mới đi mời chào một số quốc gia nhập khẩu dân chủ, thì Canada đồng ý nhận. Nếu mà Canada đồng ý nhận thì nhà nước mình mở lượng khoan hồng cho Bạch Hồng Quyền được ra tù và xuất ngoại. Mà sang bên Canada thì Bạch Hồng Quyền hết thời gian mấy tháng ấy, một thời gian để học tiếng ấy, thì bắt đầu phải đi làm. Đầu tiên làm rửa bát, sau đó trồng cỏ, sau đó là đi làm thông bể phốt, rồi bây giờ là làm đủ thứ việc linh tinh, sửa nhà sửa cửa, trèo mái ngói. Thế Bạch Hồng Quyền ấy, thường là có những cái
bài viết trên Facebook thể hiện sự hối hận như vậy. Thế thì cái hình ảnh này được anh em Cờ Đỏ chia sẻ rộng rãi là tôi cũng nghĩ là cần giới thiệu để cho bà con hiểu, và cũng như nói thêm về bối cảnh cái tấm ảnh để bà con hiểu thêm cái cuộc sống xứ thiên đường hay xứ văn minh mà bọn dân chủ nó hằng mơ ấy. Rồi nhất là một cái kết cục cay đắng, không đâu bằng nhà mình, không đâu bằng Việt Nam. Đó. Thế vậy như là thưa bạn, là như những người lao động ở nhà tôi bây giờ cũng đang sửa nhà, các anh phụ hồ, người ta lao động và vất vả lắm nhưng mà người ta vui vẻ vì cuộc sống đây là lương thiện và được ở gần nhà người thân. Đây là những, vâng, đây là những người thợ xây hôm nay đang sửa nhà nhà tôi mà. Đó, tôi ở cơ quan ghé về tí để trông nom nhà cửa thì mới có thời gian livestream. Nhưng mà bọn dân chủ nó sang bên đó là nó đều có lời cay đắng, ví dụ như Trần Thị Nga Phủ Lý hay là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Mẹ Nấm đều có lời than vãn tương tự như vậy, để cho biết là những kẻ còn mơ mộng ấy, mà Mỹ Tây thì là hãy nhìn đấy ở tấm gương. Nguyễn Trì, anh sao an ninh mạng không cho nửa vòng trái đất bay kênh như tên đài thì không cho ở đâu. Thực ra ấy, mình có ý Trì Nguyễn ạ, tại sao mà như bạn Nguyễn Trì bảo là an ninh mạng không cho nửa vòng trái đất bay kênh. Tôi nghĩ như này nha, tôi còn có nghĩa tôi suy nghĩ theo cá nhân tôi. Có lẽ nhà nước không muốn cho bay kênh, bởi vì nhà nước còn muốn cho cái thằng nửa vòng trái đất tồn tại và vẫn cho phép về Việt Nam, vẫn cho phép nó về Việt Nam đưa tin để thể hiện được là Việt Nam mình là tự do ngôn luận. Còn ba cái video ấy mà Nguyễn Trì gửi cho anh ấy đúng không, bị xóa bởi vì phương hại đến an ninh quốc gia ở Việt Nam, nên Việt Nam mình là mới ra tay hoặc là tác động gì đó để cho ba đứa đó bị xóa. Còn cái thằng Bộ Sa TV và Đi Diễn Phạm cũng vậy, bán vào hai cái kênh mà mình vẫn cho về đấy, để thể hiện cái sự là tự do ngôn luận. Nhưng mà bảo là bọn này nó quay đầu hay nọ kia thì không bao giờ đâu. Mà cá nhân tôi là tôi rất ủng hộ nhà nước mình cấm tiệt hai thằng này về, bởi vì cho về nó được điều kiện, nó khai thác câu view câu like, nó làm tin, sau đó nó sang kia đấy toàn đưa cái thằng ba lăng nhăng bữa va vớ vẩn lên, coi như là để nói xuyên tạc về tình hình Việt Nam. Sơn Tài này, căn nhà của anh ở Hà Nội giá bao nhiêu vậy? Căn nhà của mình ý, Sơn Tài ở một phố trung tâm, ô tô đỗ cửa. Và hôm nay thì mình sửa nhà cách đây 2 tuần rồi nên mình ít lên kênh, thợ mình đang bê vác lên đấy và đấy, xe hơi đỗ trước cửa luôn. Nói chung mình không muốn khoe, nhưng mà đại khái là nhà cửa, nhà đất mặt phố lớn ở Hà Nội trung tâm thì rất đắt bạn ạ, rất đắt. Hồi xưa quang trường cũng chống cộng nhưng quay đầu về Việt Nam, vâng. Đây này các bạn này, nhân dịp bạn Đào lên nói về quang trường, bảo trông cho bạn xem một video mà chưa từng, các bạn chắc là chưa từng xem. Từ cái hồi mà lê cả quang trường ấy là bạn mình trong nhóm bọn mình, trong nhóm mình đó, và chơi với nhau hồi trẻ lắm. Đây cái video đây, nhân dịp mà bạn vừa nhắc đến quang trường ấy, thì đây xem ảnh này này, trong đó tấm ảnh này có mấy nhà báo Việt kiều ở Mỹ và trong đó có những người đã mất rồi, là bác Hứa Trung Quân, bác mất rồi. Các bạn cùng nhìn các video cũ nhất nhé, mà từ ngày xưa ấy. Đây, rất lâu rồi ấy. Chắc là ít người biết đấy, chưa xem video đấy không? Hình ảnh quang trường từ thời mới về Việt Nam á. Đây là bác Hứa Trung Quân này, nhà báo Mỹ này. Bác Hứa Trung Quân là nhà báo Mỹ đấy, đã được đi trường xa rồi, bây giờ mất rồi. Các bạn nhìn thấy đấy, đây là cái tên người dùng từ đầu tiên của chữ còn màu vàng đó. Đấy, anh ấy muốn đấy, đấy là rau rồi, rau muốn.
Mà hiểu trung tâm nhà máy được phí nhưng mà đấy ông trai trưởng hội đầu tiên nói về cái đó thế thì thưa các bạn là có mấy nhà báo Mỹ đang viết này, sau đó là mất bây giờ bớt ở mất cái gì đấy thế này ông Quang Trường ông còn trẻ mà thời này thì chưa có kênh Việt Nam Today đâu. Hồi đó ông còn làm ở Việt Nam cơ. Ông Quang Trường ấy. Đấy, các bạn nhìn. Tôi tiếp đón tôi chơi với cái cánh Việt Kiều từ lâu lắm rồi ạ. Thì không phải bây giờ nhiều kênh YouTube mở ra rồi tôi thấy là các kênh trước đây cùng chống Hoàng Dương bây giờ lại chống nhau, chửi nhau, loạn sinh ngầu. Không biết đâu là lần bà con khán giả gửi cho tôi bảo xem. Tôi bảo thôi, tôi làm gì có thời gian xem. Và tôi cũng chả quan tâm cái đám đấy làm gì cả. À, cái đám mà gọi là gì mà trước đây mà liên kết với nhau cùng nhóm chống Hoàng Duy Hùng bây giờ trừ nhau tố nhau là phản động là tiết bay cách mạng trắng vân vân ấy. À, chắc là Thảo Động xem nhiều hơn Bảo Trâm. Bảo Trâm được bà con gửi video về thì Bảo Trâm không có coi. Thế thì đúng rồi. Liêm Lưu Phú này hay ông lửa vòng trái đất nói rất chia rẽ đảng và dân dân mình nhiều người ủng hộ các kênh đó vào trong nhiều lắm. Ngọc Lan Nguyễn, Nguyễn Đình Thắng đang có đơn kiện Voi, trong đó có nhắc đi Phạm là thành viên của tổ chức Voi, mà thành viên tổ chức Voi là thành viên tổ chức phản động ấy, nhà nước mình cần phải cấm tiệt không cho về. Voi nó là tổ chức ngoại vi của Việt Tân mà. Thưa bạn, anh Nguyễn Thanh Tú ấy, là anh Thanh Tú, anh ấy đang ở Việt Nam cả tháng nay rồi, anh ấy có hợp tác với cả một cơ quan trong lực lượng vũ trang ở Việt Nam rất chặt chẽ. Có nghĩa là anh Thanh Tú có nhiều việc rất tốt cho nhà nước Việt Nam. Anh Thanh Tú không xuất hiện ở lên sóng bởi vì cái công việc anh ấy về đây là không được lên sóng truyền thông, truyền hình hay YouTube. Và chúng tôi gặp anh Thanh Tú ngoài đời rồi. Anh Thanh Tú đang hợp tác làm việc với một cơ quan trong lực lượng vũ trang rất quan trọng giúp cho cái nền an ninh quốc phòng của mình. Anh Thanh Tú. Vâng. Thế thì ông Võ Văn Thưởng ấy đúng là có dấu hiệu là dân túy đấy. Và đi chơi với cả thằng Nguyễn Văn Phước, một thằng hay đi biểu tình. Xong rồi chụp ảnh với nhau, ấy, cầm cái cuốn sách Gạc Ma lên để PR cho nó. Thì cái đấy là cái điều đáng trách. Bảo Trâm đang đọc bình luận các bạn đây ạ. Thọ Bùi Xuân một thời để nhóm 72 làm loạn xã hội, viết sử biên soạn sách giáo khoa vân vân, không xử lý nghiêm. Đó, thế thì cái thời đó thì anh Thọ Bùi Xuân á, là thời đó ông Thưởng còn đang là trưởng ban tuyên giáo. Em cảm ơn ý kiến bình luận của anh Thọ Bùi Xuân. Hồi đó là ông Thưởng đang làm trưởng ban tuyên giáo, ông Thọ phải có trách nhiệm chấn chỉnh trong các lĩnh vực đó. Lâm Hoàng này, ông Võ Văn Thưởng này không đủ tư cách để làm lãnh đạo đất nước khi chưa nhận chức, đã rất thân thiện với các cha xứ là biết tư cách của Thưởng rồi, công việc không phải của hắn. Vâng, bây giờ như này này, một người đứng đầu đất nước như ông Thưởng mà kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận là có nhiều có sai phạm đấy trong cái việc coi như là nêu gương nọ kia, thế chết người dân rất mất lòng tin của người dân đúng không ạ? Khi mình là chủ tịch nước rồi mà còn là vi phạm điều mà đảng viên không được làm, có kết luận của Trung ương Đảng rồi, Ủy ban Kiểm tra Trung ương rồi, thế thì làm sao mà bảo người dân mà không hoang mang đúng không ạ? Nhân Nguyễn này, chụp hình thì cũng không thể quy chụp được mà phải coi ở sự kiện gì, hoàn cảnh chụp chung ra sao. Đây, ok. À, bây giờ trao đổi chút với Nhân Nguyễn nhé. Trước hết ý, là chụp hình thì không thể quy chụp được. Bảo Trâm xin nói này, Bảo Trâm không quy chụp. Ông Thưởng ở đây là phản động cái gì hết. Các bạn không thấy Bảo Trâm quy chụp đâu. Nhưng cái việc ý, mà mình là chủ tịch nước, là một đối tượng nó đi biểu tình, nó hoạt động có dấu hiệu chống phá như vậy, mình chụp ảnh với nó để nó đăng lên, để nó PR cho cá nhân nó, thì cái đấy là mình phải tránh. Đúng không, bạn Nhân Nguyễn có đồng ý với mình không? Là mình là lãnh đạo cấp cao nhé, mình phải tránh các cái đó ra.
đừng để cho các đối tượng xấu, đối tượng phản động nó dùng hình ảnh của mình để nó đánh bóng bản thân. Và nó là thằng buôn sách mà, Nguyễn Văn Phước nó đưa cho ông cái cuốn sách Gạc Ma, Vòng tròn bất tử, là cuốn sách mà Nguyễn đang phẫn nộ vì là trong đó trích lời ông Lê Mãng Lương xuyên tạc đại tướng Lê Đức Anh không cho bộ đội mình nổ súng, mà trong khi nguyên tắc phải là không cho, tức là chỉ thị là không được nổ súng trước, tức là không được là có hành vi gây hấn với nó trước để nó lấy cớ. Thế thì cái cuốn sách đó là xuyên tạc lịch sử như vậy, để cho bọn dân chủ nó chửi nhà nước mình là hèn với giặc, ác với dân. Cái điều mà hèn giặc ác với dân, bọn dân chủ nó chửi ra giả, bao nhiêu năm nay rồi. Thế mà ông Thưởng lại đi chụp ảnh cùng cái thằng mà đi buôn sách đó, in sách đó là Nguyễn Văn Phước, và đối tượng Nguyễn Văn Phước này đối tượng đi biểu tình, thường xuyên biểu tình ở trung tâm. Thì mình là chủ tịch nước thì mình phải ý thức được cái việc ấy, là ngao du với ai, chơi với ai để cho khách đến nhà. Đấy, Nguyễn Văn Phước nó viết là đến nhà ông như ở khu Ba Đình để tặng ảnh, tặng tặng sách ấy. Như vậy là nhà riêng của mình là một lãnh đạo cấp cao, mình tiếp ai thì mình phải biết đúng không, và chơi với ai, chụp ảnh với ai, cho người ta đăng lên mạng xã hội thì mình phải giữ ý. Đăng này để cho một thằng dân chủ nó đi biểu tình suốt ngày ấy, nó chụp ảnh cùng, nó đăng tặng cái cuốn sách mà đang gây tranh cãi để đưa lên trang cá nhân để PR cá nhân nó, thì cái đó là cái ông ta không có cái nhanh nhạy về chính trị, nhận thức về cái việc đó. Mình nói như vậy thôi chứ mình cũng không quy chụp. Xin lỗi các bạn nhé, tôi nghe điện thoại. Alo. Vâng, tôi nghe đây. Mình không nhu cầu đâu, đang bận nhá. Đừng quảng cáo gì nhá, đang bận, đang họp nhá. Thưa bạn, tôi rất là khó chịu khi mà bị quảng cáo. Đúng không anh Nhân Nguyễn, anh đồng ý vào trong ạ. Đường đường là chủ tịch nước hoặc là ủy viên Bộ Chính trị, lúc đó là trưởng ban tuyên giáo Trung ương, mình chụp ảnh với ai, cho ai đến nhà chơi, mình phải xem đối tượng nó là ai. Đằng này cứ chụp ảnh bừa, giao lưu bừa để cho nó đăng lên, nó đăng cả trên tay cầm cuốn sách ấy, mà đang gây, khi đó là dư luận đang ồn ào phản đối, thì nó đăng ảnh tặng ông Thưởng cuốn sách đó. Chào Minh Dũng TV. Hoa hồng có gai, chào bạn hoa hồng có gai. Võ Lê này, đảng đã xử lý rồi, chúng ta không nên bàn luận nhiều. Anh Võ Lê ơi, anh có thấy từ hôm mà có tin ông Thưởng thôi chức ý, Bảo Trâm có nói về ông Thưởng đâu. Nhưng mà một vấn đề, một sự kiện nóng như vậy thì kênh về chính trị như Bảo Trâm thì cũng phải có cái một bài để chém gió, bình luận, phân tích chứ anh. Đúng không ạ? Em chào anh Đào. Phước Nguyễn này, Bảo Trâm nói đến đâu là có nguồn tư liệu rất phong phú, nó có sách mách có chứng. Vâng anh Phước Nguyễn, Bảo Trâm tiếc ý là vì mình bị hạn chế về thời gian công tác nhà nước, chứ cái máy tính của Bảo Trâm này các bạn nhìn này, nó to, nó bây giờ 5G, 5P đó, là rất là nhiều, cái tư liệu mà không thể moi ra được hết, có thời gian để moi được trong hàng triệu tấm ảnh về các đối tượng mà liên quan đến dân chủ hoặc biểu tình nọ kia, mà Bảo Trâm lưu giữ được. Và khi mà có những cái đối tượng nào ấy, nó bị bắt hay không ấy, thì Bảo Trâm bắt đầu mới động đến cái chuyện đó, bắt đầu mới ngồi lục một chút chứ nhiều lắm, các bạn. Thế thì cái ảnh mà Nguyễn Văn Phước đi biểu tình ý, đó là biểu tình chống cái luật đặc khu các bạn nhé, nhớ nhé, luật đặc khu của mình ý là định coi như là đưa mấy cái vùng trọng điểm ấy làm đặc khu kinh tế để phát triển kinh tế, nhưng mà cuối cùng là bị biểu tình dữ dội quá, thành ra là mình cũng hoãn lại cái luật đặc khu. Cháu cứ gọi đi. Thế thưa quý vị, là ngày hôm vừa rồi thì có một đối tượng vừa bị nhập kho, nhưng mà vào trong thì bận quá chả livestream được. Hôm nay thì cũng thông báo các bạn như thế này, là cái đối tượng này ấy, thì đây các bạn chờ một chút.
À vâng, các bạn hỏi vào trong là thế trường đại học sư phạm đăng cái ảnh ấy phản động mà đội lính ngụy thì sao? Trường đại học sư phạm thì đã khiển trách, họp giao ban đã khiển trách nhắc nhở cái phòng công tác chính trị sinh viên và cái câu lạc bộ lý luận trẻ thuộc trường đại học sư phạm khi mà đăng cái tấm ảnh lên mà không cán bộ giáo viên là chủ nhiệm cái câu lạc bộ không 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 sâu sắc để cho các em trò sinh viên đăng cái ảnh của cái người lính bộ đội Hải quân Nhân dân Việt Nam trong bộ dạng của lính ngụy đi bốt đồ xô đội nón sắt của lính ngụy, và cái bài đó thì dĩ nhiên là đã bị xóa khỏi cái hệ thống cũng như là có lời xin lỗi từ câu lạc bộ lý luận trẻ. Nhưng mà cái việc này nó gây dư luận ồn ào và nó xấu, nó không tốt đẹp cho cái trường sư phạm Hà Nội 2 nói chung. Em cảm ơn Hoa Hồng có gai. Đã là yếu nhân mà không giỏi nên cẩn thận mọi mối quan hệ. Đó là cái vấn đề là đúng rồi, yếu nhân khi mà lại chụp ảnh cùng cái tay như là toàn đi biểu tình. Nghĩa là tại sao nó chơi chủ tịch nước, nó chụp ảnh nó đăng lên nó khoe. Mà tại sao như là nó lại đi chống cái luật đặc khu mà của Đảng nhà nước mình, chủ trương của Đảng nhà nước mình, đúng không? Xứ Nghệ này anh thấy kênh Thăng Long TV thế nào? Mình thì mình ít xem các kênh khác lắm, đây là cái sự thật. Nhưng mà chủ kênh Thăng Long TV thì mình có gặp ngoài đời và có chủ kênh Thăng Long TV có lên sóng livestream với Bảo Trâm một lần. Thế thì mình lướt qua tiêu đề thấy Thăng Long TV thường bàn luận về các vấn đề xã hội đấy và ti tỉ ti kể cả Ukraine vân vân, và thường là gọi là chửi que chửi sọc ấy, và thường ít ít chỉ ra rõ đánh thẳng vào một đối tượng nào đó cụ thể. Thì mỗi kênh một cách làm thôi, cái cách làm đó thì mình không có thời gian nhiều cho bạn đó. Bạn bạn Tiến thì bạn ấy làm chuyên nghiệp mà bạn, một ngày bạn ấy làm mấy cái livestream, còn mình có khi đợt này 3 4 ngày mới làm một cái, mình không thời gian. Nhưng mà cách làm đó thì của bạn đó rất thành công đấy, bởi vì cái khiếu hài hước nữa, rồi cái khả năng hoạt ngôn ăn nói cũng như có thời gian đầu tư bài bản vào cái kịch bản nội dung tham khảo tài liệu. Bởi vì tôi nói thật các bạn ấy, là những YouTuber mà ngồi một chỗ mà chém gió đều là phải tham khảo tài liệu, vì chẳng ai là phóng viên chiến trường hay đi tìm tòi thực tế đâu, ngồi tổng hợp tài liệu, đọc tài liệu trên mạng rồi tổng hợp chém gió thôi đấy. Nhưng mà người ta có khả năng chém gió và cái và cái khiếu hài hước đó, thành ra là mọi người thích nghe và đó là một kênh nội dung tốt thôi. Nhân Nguyễn này cũng như chủ tịch nước gặp gỡ doanh nghiệp rồi chụp hình chung rồi đưa lên cho mọi người thấy mình có mối quan hệ. À bạn Nhân Nguyễn ạ, cái này ấy, thì mình thấy là đúng, các cái cuộc hội nghị gặp mặt doanh nghiệp trẻ vân vân, người ta có thể chụp ảnh để đưa lên. Nhưng ý, với cái ông Nguyễn Văn Phước là một đối tượng mà có các bài thường xuyên có các bài mà đi ngược lại chủ trương đường lối của Đảng nhà nước, cụ thể như cái video và cái ảnh chụp tôi đưa lên cho các bạn ấy là nó đi biểu tình chống luật đặc khu của Đảng nhà nước định đưa ra Quốc hội để xem xét. Thế thì với ông Thưởng là chủ tịch nước thì ông ta có thể bận, ông ta không xem mạng xã hội, đúng, nhưng những thư ký cận vệ vân vân của ông ta phải biết cái việc đó, biết biết cái đối tượng mà đến nhà mình ấy tặng quà là ai, đúng không? Là Nguyễn Văn Phước vẫn nói rõ là đến tặng nhà, đến nhà anh Thưởng tặng quà ở khu Ba Đình, rồi sửa lại là đến nhà anh Thưởng ở khu Ba Đình tặng quà, rồi tặng quà cho anh Thưởng ở nhà ở khu Ba Đình, đúng không? Thì có nghĩa là nó đến nhà ông Thưởng để tặng quà. Thế thì ông Thưởng với cương vị là một ủy viên Bộ Chính trị mà gặp ai, nhận quà của ai, rồi cho người ta chụp ảnh, người ta đưa trang cá nhân, thì vệ sĩ cận vệ thư ký các thứ của mình phải xem xét kỹ, đừng để nó lợi dụng hình ảnh mình, đặc biệt là có tấm ảnh nhá, nó đưa cái hình ảnh mà đưa cuốn sách Gạc Ma Phòng Chống Bất Tử lên trong thưởng, nó chụp ảnh đưa lên để nó PR đấy. Ý là dư luận chúng mày đang chửi cuốn sách mà chủ tịch nước này rất trân trọng đón nhận cuốn sách, đúng không ạ? Cái đó là cái là đặc biệt khi mà mình là yếu nhân, là ủy viên Bộ Chính trị, thế như thế mình phải hết sức nhạy cảm, nhanh nhạy trong vấn đề cái hình ảnh của mình, đừng để cho cái thế lực xấu nó dùng mục đích không trong sáng. Mà ở đây ý, là Nguyễn Văn Phước khoe lên ấy là
nhằm mục đích không trong sáng, khoe tặng sách Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử, có cái ảnh đó. Khi mà dư luận xã hội ném đá cuốn sách, yêu cầu phải thu hồi cuốn sách. Chào Huệ Hoàng nhé. Nguyễn Trì, nhóm chống diễn biến hòa bình của thượng tá Trịnh Hoài Nam đợt này, đúng rồi, lạ pháo có tăng thưởng, đúng. Nguyễn Trì là ai mà em thạo tin thế, mình không muốn nói về cái nhóm này nhiều, nhưng mà nhóm này đợt này là táp ông thưởng ghê. Thực ra ấy, ông thưởng sai phạm như khán giả nói đấy, thì đã có đảng người ta kỷ luật, tổ chức đảng người ta kỷ luật, có nhà nước ra xử lý, đúng không? Thế còn cá nhân tôi không dùng cái từ mày tao chi tớ xúc phạm nặng nề ông thưởng, về kể cả như nào thì ông thưởng vẫn là một công dân nhá, không được quyền xúc phạm công dân khác, mà trong khi mình chưa chứng minh được người ta phạm tội gì, đúng không ạ? Nên là cái nhóm của Nam Lùn đợt này tấn công kinh lắm. Duy Hội Vũ này, lúc anh Thưởng đang làm việc thì không dám nói, ghét cái tật đãi đuôi. Ok, bạn Duy Hội Vũ ghét mình, mình không bao giờ mình chửi bới lãnh đạo, kể cả ông Thưởng ông về rồi nhé, tôi có xúc phạm gì ông Thưởng đâu. Còn cái việc bạn bảo lúc anh Thưởng đang làm việc thì không dám nói, ghét cái tật đãi đuôi nhá, ý bạn nói là cái vụ mà ông Thưởng chụp ảnh cùng Nguyễn Văn Phước, thế bạn hơi nhầm. Bạn tìm ở trên kênh Việt Vision ấy xem là tôi nói mấy cái video rồi, chẳng qua bạn không xem đều á. Tôi nói về trường hợp mà ông Thưởng ấy, rồi ông Lê Mạng Lương chụp ảnh cùng thằng Dũng xe ôm ấy, nhưng mà tôi không xúc phạm người ta, kể cả bây giờ tôi không xúc phạm ông Thưởng, khi mà người ta vẫn đang một công dân, người ta sai phạm đến đâu thì đảng nhà nước xử lý đến đấy, đúng không ạ? Nên là bạn Duy Hội Vũ bảo mình là không dám nói cái chuyện này này, cái chuyện mà ông Thưởng chụp ảnh cùng Nguyễn Văn Phước khi ông ta còn đang đương chức, bạn nhầm, bạn tìm lại vài năm trước đi, tôi có nói. Nhân Nguyễn này, tôi đồng ý với chủ kênh đã từng lên tiếng về việc này, đúng. Nên là cái bạn vừa xong ấy bảo là lúc ông người ta đang đứng trước không dám nói là bạn nhầm đấy. Tôi đã từng nói về chuyện mà các cái người ấy, mà có tiếng có tai có danh tiếng có uy tín mà đi chụp ảnh cùng cái đám dân chủ ấy, tôi lên tiếng hết, trong đó là kể cả việc ông Nguyễn Văn Phước này, các bạn theo dõi kỹ thì thấy, thì kể cả bây giờ nhá, các bạn thấy cái tôi có xúc phạm ông Thưởng đâu. Cái nhóm của ông Trịnh Hoài Nam thượng tá ấy, là đang chửi ông Thưởng rất ghê gớm, kể cả khi ông Thưởng ông đang đứng trước nhé, cũng chửi ông ý ra giả, và cái việc đó là không thể là nhân danh yêu nước được, vì nếu mà là cờ đỏ yêu nước thì phải ủng hộ đảng nhà nước, nếu biết phát hiện ra lãnh đạo mà có cái bằng chứng là sai sót tham nhũng phản động thì làm đơn tố cáo, có luật khiếu nại tố cáo nhà nước không cấm, thì không thể lên mạng mà chửi người ta được. Cái cách làm đó là cái làm của dân chủ ba que, chứ còn nếu mình là cờ đỏ yêu nước thì mình không thể hành xử như vậy. Hoàng Gia Kỳ, em chào anh Bảo Trâm, em đang ở nước ngoài nên nhiều thông tin đa chiều quá, anh Bảo Trâm giúp em tóm gọn lại những lý do chính kiến ông chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bị thôi chức miễn nhiệm không ạ? Đúng rồi, Hồng Vinh Phạm, quá tinh tế, Đảng Cộng sản mới có tình đồng chí như vậy, cho viết đơn tự xin thôi việc. Thế thì Hoàng Gia Kỳ này, anh Hoàng Gia Kỳ ơi, thực ra cái việc ông Thưởng thôi chức ý, thì các chúng ta xem thông tin nhà nước ý, chúng ta thấy rồi, đúng không? Có những cái sai phạm trong cái việc mà vi phạm về cái điều mà đảng viên không được làm. Thế thì đây nhá, chắc là báo chí chính thống thì chúng ta ai cũng đọc rồi, cũng xem rồi. Thì hôm nay là ngày 22, thì ngày 20, ngày hôm kia đấy, thì trụ sở Trung ương Đảng của chúng ta ấy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, người ta đã xem xét và cho ý kiến về việc là thôi giữ chức vụ và nghỉ công tác, cũng như thôi cái vai trò là đại biểu Quốc hội của ông Võ Văn Thưởng. Thế thì
Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp và xem xét cho ý kiến về việc thôi giữ chức của ông Cường, và người ta đã có kết luận như sau. Trước hết ấy, là theo báo cáo của Ủy ban kiểm tra mà người ta thấy báo chí người ta đăng, thì ông Cường đã vi phạm những điều mà đảng viên không được làm. Một chủ tịch nước ấy, mà vi phạm như này là điều này điều nặng nề rồi, đúng không ạ? Và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, mà trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đấy, và chịu trách nhiệm của người đứng đầu theo các cái quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Thế thì những vi phạm, khuyết điểm của cái ông Võ Văn Thường thì sự thực là đã gây cái dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, của nhà nước và của cá nhân ngay đồng chí Thường. Đây là cái kết luận mà Ban Bí thư Trung ương người ta kết luận, đúng không ạ? Nên là căn cứ vào các cái quy định hiện hành ấy, thì ông Võ Văn Thường đã làm đơn xin thôi chức và người ta đồng ý. Thế thì chung quanh cái việc ông Võ Văn Thường mà thôi chức ấy, thì có nhiều ý kiến đồn đoán, đặc biệt cá nhân cái đám dân chủ đã đồn là ông Thường thì có thể là bị thôi chức do là cái vụ cháu gái liên quan đến cháu gái xách ma túy. Đây điều hoàn toàn bịa đặt. Tôi không ngờ tôi tin một chủ tịch nước mà cho cháu gái mình đi làm tiếp viên hoặc là bao che cho kẻ xách ma túy. Còn nếu mà ông ta có ý này ý kia trục lợi từ vị trí của mình ấy, thì ông ta có thể bố trí cho cháu gái ông ta nhiều cái vị trí mà nó nhẹ nhàng mà nhiều màu mè hơn, đúng không? Thế đây là cái điều xuyên tạc thôi. Thế có ý kiến thứ hai mà tôi thấy nhiều người cho rằng ấy, thì ông Thường khi còn là bí thư ở tỉnh Quảng Ngãi thì ông ta đã dính đến các cái sai phạm trong điều hành công việc và giao cho một cái doanh nghiệp ở có quê ở có trụ sở ở Vĩnh Phúc ấy, là các dự án nghìn tỷ và ở trong đó có nhiều sai phạm đấy, thậm chí là cái doanh nghiệp này còn dùng cái đất ấy mà cái dự án sân bay ở Nha Trang thì bán lô, chia lô bán nền, sau đó là để cho người dân trục lợi rất nhiều tiền, người dân không đăng ký sổ đỏ được, vân vân. Thì các cái sai phạm đó trong quản lý hành chính nhà nước của ông Thưởng thì khiến người ta đồn đoán như vậy. Còn mình là một yêu từ mình lên mạng này thì mình không thể khẳng định được. Một là mình không thẩm quyền, không có đủ trình để biết được các cái nội dung ngóc ngách ở trong đảng hay là bản chất sự việc. Cái thứ hai ấy, là mình chỉ đồn đoán, suy luận theo ý kiến cá nhân thôi. Và cái việc mà đồn đoán suy nghĩ theo ý kiến cá nhân thì mình cũng không thể nói bô bô trên mạng được. Có thể là 1,5 triệu mà nặng hơn là gì? 331, đúng không các bạn? Vâng, bảo chúng ta đọc tin nhắn của các bạn đây nhá. Rất nhiều cái lâu lâu không lên live stream thì rất nhiều cái thông tin hay ho. Vâng. đây tin rất là hay đây. Các bạn các bạn tranh luận là sôi nổi quá. Thưa các bạn, có một cái tin như này mà Thảo Đậu và tôi thì biết cách đây hai hôm, chính là cái hôm 20 tháng 3 đó, là cùng cái ngày ông Võ Văn Thưởng thôi việc ấy, thì ở tỉnh Trà Vinh ấy, người ta đã bắt và tạm giam hai đối tượng lợi dụng cái quyền tự do dân chủ để chúng gọi là xâm phạm cái lợi ích của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của công dân. Đó là một cái đối tượng có tên gọi là Thạch Cương, và một đối tượng nữa là Tô Hoàng Trương. Hai đối tượng này thì đã lên mạng xã hội lợi dụng cái quyền tự do dân chủ xâm phạm cái lợi ích của nhà nước và của tổ chức cá nhân theo điều 331. Thì thực ra hai đối tượng này ở trong Nam, và tôi thì qua cái thông tin đó nhận được, tôi có tìm hiểu thêm thì tôi không thấy hai đối tượng này nó liên kết liên doanh gì với cả cái đám nô hay là các tổ chức phản động khác để đi biểu tình, và chúng hoạt động ý, theo cái kiểu là cá nhân lên mạng viết bài đây ạ. Đây các bạn xem màn ảnh.
Đây đối tượng của dấu nhân đây. Đây ạ, à, đối tượng Thạch Cương đây à, bị an ninh đọc lệnh bắt. Vâng. Và một đối tượng nữa. Một đối tượng nữa thì cũng bị bắt cùng ngày của thuộc tỉnh Trà Vinh, đó là Tô Hoàng Trương. Đây. Đó. Đây các thông tin mà các đối tượng này có xâm phạm đến an ninh quốc gia, nên là cái cơ quan khởi tố, cơ quan an ninh điều tra của tỉnh người ta ra quyết định các bạn nhé. Còn bình thường như là cái vụ án về hình sự bình thường thì sẽ là cơ quan cảnh sát điều tra, mà liên quan đến an ninh quốc gia hoặc có mùi về chính trị thì sẽ cơ quan an ninh điều tra của tỉnh người ta ra quyết định bắt khởi tố Tô Hoàng Trương và Thạch Cương, hai đối tượng của tỉnh Trà Vinh hôm 20 tháng 3 vừa rồi, tức là trùng cái ngày mà ông Võ Văn Thưởng tuyên bố là tức là xin thôi việc. Thảo động mình khóa Hùng Lân rồi. Ồ anh Phương Đông, họ Thạch và họ của Campuchia, Cam Anh đã cho biết thông tin ạ. Huy Mai họ Thạch và họ Kim là người Khmer. Nhật Anh Đào, anh Trâm chói mõm Hùng Nhân Lân nhà. Đây là do Thảo động chói. Phi Lê bảo Trâm không nên trả lời. Xóa luôn Nguyễn, Hoàng Nguyễn đi. Vâng nhờ Thảo động xóa rồi. Nhưng mà nghe vâng Hoàng Gia Kỳ không bao giờ chuyện cháu gái ông Thưởng nhé. Bà Trâm xin phép về tạm dừng đây câu chuyện mãi chuyện quá. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi và kính nhờ bà con bình luận ủng hộ sau khi livestream kết thúc ạ. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn.